Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi chạy bộ anh em ơi, cùng đi chạy bộ từ Norencia nhá, chạy bộ từ Norencia sang bên Noria. Chạy nhà cho vui, gọi là chơi, gọi là giải trí nhá bạn, giải trí vui vẻ nhẹ nhàng. Xoay kênh đây, bây giờ tôi sẽ chạy bộ sang Noria để tôi đi xoay wing anh em ơi. Cái map đó nào nhỉ? Đường này đúng không? Để xin wing đêm kép nào. Đây đây, bây giờ bắt đầu đi qua kia xoay đây. Tôi nhớ là Noria đi đường này đúng không? Đây à, chỗ này đúng không? Từ ra góc này sang phải không? Sai đường rồi á. Đường đéo nào nhỉ? Đường này đúng rồi gì nữa? Quẹo phải giữa hai cầu đó à? Đây là gì đó? Chỗ này đường, này đường gì? Sai đường à? Xin chào người anh em Đào Quang Thắng. Ring 14 đâu bác? Ring 14 vừa ông cho ông gì rồi? Cắt liên cắt liếc gì rồi? Đây không phải à? Đây đi đéo đâu đây? Đây là bác không, đây là map công thành chiến à? Góc 3 giờ à? Góc 3 giờ ok, ok ok, góc 3 giờ. Nhầm mẹ đường. Nhầm đường nhầm, góc 3 giờ à? Góc 3 giờ đường này đúng không? Nhầm 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 đường, mấy ông này đi nhầm đường hết rồi. Góc 3 giờ. Ok, lấy góc 3 giờ. Đây là map công thành chiến, nó nhầm đường em ạ. Góc gấu trúc ấy à? Đây đây đây, nhầm mẹ đường. Chạy sai rồi. Đây đây, tôi đang chạy lại đây, góc 3 giờ đúng không em? Đây là đi 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 theo đường này đúng không? Đi theo đường này đúng không? Cầu hai hướng 3 giờ. Đây đây đây. Nhầm đường đấy. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đấy, vừa đi nhầm qua map công thành chiến. Góc 3 giờ là Alanes à? Có cả map Alanes bên này nữa à? Xin chào người anh em David Cường, bấm về cầu hai nhanh không, phải chạy bộ anh em ạ. Phải chạy bộ cho nó vui. Đấy. Anh em chúng ta cũng gọi là hoài niệm kỷ niệm ngày xưa là chính mà. Rồi đấy đấy, anh em cùng chạy bộ đã, đi chậm đuổi đuổi trong kia đi cùng ạ. Đấy, đi cho đi theo đấy, đi theo đây. Đây. Xin chào người anh em Mr. Thilun. Hello anh mới tạo ác lại cần làm gì à? Có lệnh sổ chéo tân thủ thôi. Đấy, con game này chỉ có mỗi cái lệnh là sổ chéo tân thủ thôi người anh em ạ. Đây đúng không? Đây chuẩn luôn. Đây. Trời ơi. Ok chưa? Cảm ơn anh em rất nhiều. Đã qua được rồi. Đây chúng ta cùng qua bên Noria nhá. Đấy, bắt đầu nghe tiếng chim hót ong bay rồi. Đây xin chào người anh em Trần Trung Hiếu kìa. Anh em nào còn gen không cho xin ít ở đấy đấy. Ông nào có gen cho ông Trần Trung Hiếu tí đây là đi theo đường mòn đây rồi. Chuẩn rồi. Đấy nó về Noria nhá bạn. Đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bay sang bên này, chúng ta xoay wing em ơi, xoay wing wing wing. Nhãn đèo của wing lên đây. À bây giờ chúng ta cùng đến tiết mục là xoay wing nào, đây rồi. Một cái này, hai cái này, ba cái này. Chào này. Một, hai, ba. Ok chưa? Đây, xoay thôi anh em ơi. Vào việc, kết hợp bình thường này. Một vũ khí chào cộng 4 này, một viên chào nhá. Tỷ lệ là 11%. Xin chào người anh em Duy Thanh đấy. Noren là đi được thông hết các map. Anh chuẩn Noren như kiểu đó là, đó là cái thành gọi là cái thành gọi là cái thành gọi là trung tâm đấy. Đấy thành trung tâm nhá. Ngày xưa là gì, khi mà các chiến binh đi trên con thuyền nhá, lênh đênh trên biển nhá, tiến tới đảo Mau thì cái thành đầu tiên đến đó là gì ạ? Nó là thành Norencia. Anh em có thể thấy là tất cả các con thuyền nó bị vỡ nhá, bị gãy nhá, hầu như là gì ở Norencia mới có thôi. Đấy, đấy là những con thuyền mà các chiến binh đến đấy. Nó bị cun đun đánh đắm ở đấy luôn. Xoay rồi anh em ơi. Phát đầu tiên là ba tung, là một tung rồi, hai tung, ba tung, mẹ gì. Tiếp. Một này, hai này, một tung, tung đây, tung đi. Ui hỏng rồi. Quả nhưng mà không được. Ra wing nào tặng anh em nào, ra wing tặng anh em nào. Vẫn 11% à. Đéo hiểu luôn ạ, cái gậy lôi phong này có lắc mà cũng 11% thôi anh em ạ. Đen vậy.
Xin chào người anh em Mạnh Vlog, phải đi bộ từ Noren qua Dung Eon lên Nốt Tower rồi Icarus mới đỉnh à? Được rồi, hẹn anh em ngày mai đi qua đấy luôn. Tung lên này, hồi ôi, ba phát xịt cả ba anh em ạ. Ba phát xịt cả ba rồi. Một này, hai này, ba này, bốn phát nữa anh em ạ, bốn phát nữa nha. Bốn phát nữa luôn là kết thúc cuộc tình. 2, 3, 4, rồi, vào việc. Chết là bình thường này. Đấy, bây giờ xoay wing xong là anh em mình làm quả kèo là chạy bộ từ mẹ mày từ từ Noria lên Icarus được không nhỉ? Được đấy nhỉ? Tôi thấy là hợp lý đấy nhá. Tôi thấy là gì hợp lý đấy. 1 tung, 2 tung, 3 tung, kéo lên. Xin chào người anh em Đặng Quốc Tiến, em thấy cái rìu trao dễ lên nhất à? Ok người anh em, đây rìu trao đây. Xin chào người anh em Đông Tà, bác Hải bán em 100k qua với em chẳng biết mua à. Con game này có đấy, con game này người anh em đi tìm cái thằng trung gian đấy nha, qua Noren Market đấy, nó hay đứng ở đấy đấy, tìm cái thằng trung gian đấy, nó mua bán đấy, anh em ạ, cứ mua bán qua trung gian nhé cho an toàn anh em ạ. Tôi có ít recoil lắm, tôi không bán được. Đây búa trao đây anh em ơi, một trao nha, tỷ lệ là vẫn là 9% thôi. Tung đây, nhìn cái gì? Tung, tung lên. Đó, ua. Chỉ rồi nhau. Ô, mày đen thích nhỉ? Hôm nay kiếm được 50k quy coin mà đen quá. Lên, trời ơi, cái cuối cùng anh em ơi, cái cuối cùng đây. Ôi chào ơi, hôm nay không lên được luôn à. Xin chào người anh em Đông Vũ, sao bác ngủ vậy, một like. Bác Hải mặc set ọp gì vậy? Ọp lởm thôi em ạ, ọp của tôi đây này. Gia tăng lượng HP lên 4% này, phản hồi 5% lượng tấn công. Đấy, dòng của tôi cũng lôm côm lắm, không đâu ở đâu cả. Đây này, phản hồi 5% lượng tấn công này, tránh đòn 10% này, tăng lượng gen dây ra 10%. Phát cuối em ơi, phát cuối, phát cuối, phát cuối. Phát cuối đây. Đổi nhân vật đi à, không kịp rồi. Làm phát cuối em ạ. Làm phát cuối. Làm phát cuối, thủ hôm nay đèn quá anh ơi. Chỉ hết rồi. Bây giờ phải đi xóa tội rồi này. Mẹ xin phép bây giờ tôi đi đường vòng anh em ạ. Đi đường vòng ra đây, đây. Cho anh em đánh nhau. Đi đường vòng. Ông Phúc kia vẫn đứng ghê gà. Ông Đúc kia Đỗ Minh Phương đâu. Trời ơi. Đội trưởng đội cứu hộ đâu. Nha, đội trưởng đội cứu hộ đứng vãi đấy à. Ra đây anh em ạ. Giờ nên đi, phải đi rửa tội anh em ạ. Phải đi rửa tội thì mới đi bay được. Bay mát được. Xin chào người anh em Đông Tà, mới ao ra đi ăn quay vô đỏ loàn rồi, đấy đỏ luôn rồi. Vã nhau từ lẫy đến giờ rồi anh em ạ. Kinh lắm rồi. Là cái bãi quái này cũng được. Đánh quái để rửa tội anh em ạ. Đây là mẹ đuổi nhau ra tận đây này. Đuổi nhau ra đây rồi này. Ôi giời, ông giữa hai hòn nó trắng rồi. Giữa hai hòn trắng rồi anh em ơi. Ui giời ơi. Ừ, bốc bốc là đội trưởng đội cứu hộ bốc cái rồi nha. Bốc bốc bốc. Xin chào người anh em Đặng Quốc Tiến, ba xong đi tắt tên Doria. Gọi là lệnh ba. Gọi lệnh ba. Hello, chào anh em nhé. Đấy, ok luôn. Ừ xong. Anh nhọc kinh luôn. Xin chào người anh em Đông Tà, làm sao có ngọc xoay kiếm bác nhỉ? Đây đây. Tôi hướng dẫn người anh em nhá. Bây giờ người anh em gọi lệnh ba đúng không nhỉ? Gọi ba được về đúng không? Ờ gọi lệnh được ba anh em ơi. Quỷ gọi được lệnh 3 này. Đấy nhá. Người anh em đi qua đây này, qua bên thợ rèn nhá, mua skin của gì ạ? Của thằng này. Đây, đây là các ngọc của DK. Người anh em mua cho tôi 1 2 3 4 5 6 viên nhá, học hết đi. Nhá, là được. Bây giờ tiếp tục anh em ơi, xoay thẻ bài chào tiếp này, xoay thẻ bài chào tiếp. Xin chào người anh em Phong Vân, hello. Hai và các anh em chúc buổi tối đánh nhau vui vẻ. Cảm ơn người anh em. Chúc người anh em Phong Vân buổi tối rực rỡ ngủ ngon nhé. 6996 mãi đỉnh luôn. Nào, giờ tiếp tục là xoay thẻ bài chào anh em ạ. Lên, ring đấy, đỏ chót có khi là ra đồ ngon anh em ạ. Mẹ có khi thành quỷ bây giờ là xoay đồ ra đồ ra đồ lại ngon nhá. Đấy, cùng nhau bói đồ anh em ơi, cùng nhau bói đồ. Xin chào người anh em Trần Trung Hiếu, bác tặng em mấy viên đá tạo hóa đi à? Đá tạo hóa là hiếm lắm. Người anh em ạ. Người anh em chịu khó là gì ạ? À, kiếm recoil sau đó đi qua kia mua.
chứ bây giờ đá tạo hóa của tôi bây giờ tôi đồ của tôi vẫn chưa đập lên này đấy, quần của tôi bây giờ vẫn đang tự động phục hồi mana này, vẫn chưa đập được này. Bói đồ nào đấy, xin chào anh em siêu búp kìa, đỏ này xoay chắc đỏ lắm, đây 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 vào việc luôn. Ui rồi ôi, đỏ chót luôn mẹ, đỏ chót luôn anh em ạ, gia tăng lượng HP lên 4% đây này. Tiếp Ben chào. Đây, rinh 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 lửa anh em ơi, rinh lửa nha, rinh lửa đi. Xin chào người anh em Đặng Quốc Tiến, chịu khó đợi MK4 ấy đi Blood David được mà, đi Blood David được và bói đồ anh em ơi, xin phép là tắt ngay đi nha, rinh lửa này. Xin chào người anh em Nguyễn Hùng, anh không rửa tội à, tiết kiệm anh em ạ, tiết kiệm tiết kiệm tiết kiệm, để tí nữa mấy con hàng kia đi ngủ là tôi đi cắm chuột để tôi đi rửa tội anh em ạ. Bây giờ tiết kiệm gen, tôi vã nhiều người lắm, bây giờ tôi rửa tội có khi rồi mất mà phải phải mấy trăm triệu gen đấy. Tiết kiệm anh ạ, tiết kiệm luôn, gia tăng lượng HP lên 4% nha, phản hồi 5% lượng tấn công là anh em ạ. Tiếp còn hai thẻ bài nữa anh em ơi, cố lên cố lên. Pen pen gió này 10%, 2% và có dòng 1%, ngon chết anh em ạ. Hôm nay đỏ đấy, hôm nay tôi xoay được một quả pen 10%, một quả ring 4% giảm thương. Xin chào người anh em vô tình, kiểu này DK PK không ổn, đổi tộc đi à. Chơi cái này là gọi là chơi vì niềm đam mê thôi người anh em ạ, kể cả mạnh hay yếu nhá, nó là gì, mãi mãi một tình yêu luôn nhá, mãi mãi một tình yêu luôn. Xin chào người anh em Đông Tà, xin bác Hải cái gì cũng được, đã học được skin xoay kiếm, ok người anh em đấy, người em Đông Tà và rồi anh em ta cùng bôn tẩu giang hồ, bắt đầu bói đồ. Xin chào người anh em Tú Bắc, trứng cho em nha, ok người anh em. Xin chào người anh em Đoàn Hữu Sơn 10 72, nó lại dạ, nó lại là quá là pro luôn này, quá là pro luôn. 1% anh em ơi, phục hồi HP, giết quái vật, phục hồi mana, cái này cũng được, nói chung kích hoạt là được, có còn không.